33 người chết tại Mumbai của Ấn Độ vì uống nhầm rượu độc tương tự Mumbai, Maharashtra, India. Rượu lậu pha trộn với các loại hóa chất độc hại được bày bán trên thị trường đã làm chết hàng chục người, trong khi nhiều người khác đang được các bác sĩ bệnh viện Mumbai cố giành giật cuộc sống trong ngày thứ Năm ngày 18 tháng 6 vừa qua. Truyền thông địa phương cho biết số người chết đã lên đến 33 tính đến ngày thứ Sáu ngày 19 tháng 6. Đến nay, cảnh sát vẫn chưa xác định số người uống rượu được cho là được bày bán tại các khu ổ chuột tồi tàn của Mumbai. Bộ trưởng của Bộ Minority Affairs của bang Maharashtra đã đến bệnh viện để thăm các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và nói rằng đang tiến hành cuộc điều tra. Ông này cũng cho biết cảnh sát đã bắt 3 người liên can đến vụ bán rượu độc làm chết người hàng loạt kể trên. Thân nhân của một người uống rượu lậu giải thích rằng đêm qua có khoảng từ 15 cho đến 20 người qua đời vì uống rượu có pha chất độc. Sáng nay, người ta lại thấy thi thể của một người nữa ở tại nhà. Ông này còn cho biết khá đông người đang được điều trị tại bệnh viện. Số người chết vì uống rượu độc xảy ra thường xuyên tại Ấn Độ, nơi người nghèo uống loại rượu được cho là rượu của làng quê hơn rượu được bày bán trong các cửa tiệm.